Chúng ta sẽ biến một file như thế này thành file như thế này. Cực kỳ đơn giản. Chúng ta hãy bắt đầu vào HTML và sẽ cơ bản ngay thôi. Đầu tiên, tôi sẽ tạo một file text có tên là đăng nhập.txt. Và trong file text này, tôi sẽ tạo một số dòng lệnh như sau. Các bạn cứ viết và làm theo nhé. Mình sẽ đi vào phần lý thuyết sau. Đầu tiên mình sẽ cứ thực hành để hiểu được, để biết được HTML là gì, cảm nhận được nó, tự tạo được. Ta sẽ tạo thêm một dòng tên đăng nhập và input mật khẩu, đằng sau cũng là input, rồi đến một button đăng nhập. Ta sẽ lưu file say là UTF-8 để lưu chữ tiếng Việt. Tiếp đến thì ta sẽ mở file text của chúng ta trên trình duyệt web. Tôi đang dùng Google Chrome. Tôi sẽ kéo thả file text vào đây. Các bạn có thể thấy là vẫn hiện bình thường thôi. Chúng ta sẽ đổi đuôi txt thành HTML. Sau đấy ta sẽ mở lại. Các bạn có thể thấy là nó đã hiện thành ô nhập và button cho chúng ta. Và nếu các bạn không hiện file extension thì hãy vào view, tích vào ô file name extension sẽ hiện đuôi file của chúng ta. Đây, các bạn có thể thấy là đã mở bằng trình duyệt web rồi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi qua một số phần lý thuyết các bạn cần phải nhớ. HTML là ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản. Cấu trúc gồm thẻ đóng, thẻ mở, tuy nhiên vẫn có ngoại lệ. Trong thẻ thì cùng nội dung và thuộc tính. CSS là style của thẻ, định dạng thẻ đẹp hơn. Cấu trúc của CSS là thuộc tính 2 chấm giá trị. Bootstrap là một thư viện của CSS giúp ta format file nhanh chóng. Và bây giờ chúng ta sẽ mở Visual Studio Code lên. Đây là một công cụ dùng để lập trình giúp ta viết code HTML và CSS nhanh chóng hơn. Nó sẽ gợi ý code cho chúng ta và tự đóng thẻ khi ta mở thẻ. Visual Studio Code sẽ tự mở project cũ của tôi lên. Tôi sẽ đóng đi và mở file HTML của chúng ta. Các bạn mà chưa biết cách cài Visual Studio Code thì có thể tham khảo ở phần mô tả của video này. Tôi sẽ để link cách hướng dẫn cài đặt. Chúng ta sẽ vào desktop mở file đăng nhập .html. Các bạn có thể thấy là nó tô xanh tô trắng ở đây. Chúng ta sẽ nhìn rất rõ cái nào là thẻ, cái nào là nội dung bên trong thẻ. Tôi sẽ cho thêm một thẻ label và cho tên đăng nhập vào trong thẻ label. Tương tự với chữ mật khẩu, tôi cũng làm như vậy. Tiếp đến thì tôi sẽ thêm một thẻ ở đây. Thẻ này không có thẻ đóng, nó tự đóng luôn. Dấu gạch chéo ở bên trong thẻ là xuống dòng. Bạn đấy đã xuống dòng rồi. Bây giờ tôi thử nhập vào. Tôi đăng nhập là hàng quá nhanh. Mật khẩu là lập trình Angular. Các bạn thấy là mật khẩu chưa được mờ đi, mã hóa đi. Và chúng ta sẽ thêm một thuộc tính của thẻ input mật khẩu. Đấy là type bằng password. Đấy. Bạn dùng. Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra lại. Đấy, password của chúng ta đã được mã hóa rồi. Không nhìn thấy gì nữa. Thế này mới đúng chưa ạ? Tiếp đến, tôi sẽ thay đổi thuộc tính của button bằng thuộc tính style. Style này chính là CSS được viết ở bên trong thẻ HTML. Chúng ta cho màu của button bằng màu xanh và chữ là chữ trắng. Chúng ta sẽ thử kiểm tra lại. Reset lại, đấy, chữ đã đổi màu.
button của chữ và chữ trong button đã đổi màu. Bây giờ chúng ta sẽ tách riêng phần CSS ra ngoài HTML. Tôi sẽ thêm một thẻ hit. Thẻ hit là sẽ load trước khi load nội dung của trang, load style các kiểu. Và để định nghĩa CSS ngoài HTML, tôi sẽ thêm một thuộc tính class bằng button xanh. Sau đấy ở trong thẻ hit tôi sẽ thêm style button xanh, chấm button xanh chính là gọi class của thẻ. Sau đấy tôi sẽ paste nguyên đoạn CSS ra ngoài. Các bạn thấy là vẫn hoạt động bình thường. Nhưng bây giờ tôi sẽ thay đổi color bằng màu đen đi để sẽ xem ăn cái nào. Các bạn thấy chữ màu đen nó sẽ ăn cái CSS ở bên trong của thẻ. Còn bên ngoài thẻ thì không có năng lực mạnh như bên ngoài và bên trong. Các bạn có thể vào trang W3School để học HTML và CSS cơ bản. Tôi cũng thường vào trang này để học. Bây giờ chúng ta sẽ vào để lấy link Bootstrap. Các bạn có thể copy nguyên ba bốn dòng lệnh này ở trong ta để vào trong thẻ hit để sử dụng Bootstrap, một thư viện của CSS, và ta sẽ thay đổi class của button. Sau đấy ta sẽ cho thẻ một div class bằng container. Nó sẽ căn chỉnh giao diện chúng ta. Chúng ta cần nhớ tên class thôi. Còn việc thay đổi các thuộc tính rất là loằng ngoằng thì chúng ta không cần. Đây, chúng ta sẽ F5 lại trang xem nó thay đổi như thế nào. Đấy, các bạn thấy là nó sẽ đẹp hơn các kiểu. Và ta sẽ cho nó vào trung tâm này, bằng text center này. Đấy, đã vào trung tâm rồi. Đây, thẻ container sẽ làm cho chúng ta responsive. Chúng ta thay đổi độ rộng của trang ấy, thì các thuộc tính bên trong, các thẻ bên trong nó sẽ cũng có giãn theo. Tiếp đến thì tôi sẽ dùng class CoSM3 của Bootstrap TextWrite để thay đổi giao diện của hai label của chúng ta. Tương tự với input, và thay đổi một chút cho nó đẹp đẹp. Đây, các bạn đã thấy là đã sáng sủa hơn một chút rồi. Và tôi sẽ cách ra. Đấy, rồi, trông rất là đẹp rồi, phải không các bạn? Đấy, responsive nhé. Kéo ra kéo vào thì độ rộng tương thích của các thẻ bên trong nó cũng thay đổi theo. Tiếp đến thì ta sẽ thêm một thẻ image, thẻ img. Thẻ này cũng chỉ không có thẻ đóng, nó tự đóng luôn. Và ta sẽ lên mạng tìm một cái ảnh thật đẹp để cho giao diện đăng nhập của chúng ta nó trở nên sinh động hơn. Đây, ảnh này có vẻ đẹp đây, tôi sẽ vào lấy ảnh. Ảnh này có kích thước hơi nhỏ, tôi sẽ, đây, ảnh này là tương đối ok. Tôi sẽ lấy link paste vào đây. F5. Trời ơi, cái quân que gì đây? Không được rồi, bị sai rồi. Chúng ta phải dùng thuộc tính src. Đấy, đã thành công rồi, đã hiện ra ok rồi, rất là đẹp, tương đối đẹp. Như vậy là các bạn đã trở thành một lập trình viên sau 10 phút học HTML và CSS. Mình nói đùa thôi chứ chúng ta sẽ phải học thêm nhiều nữa. Bây giờ chúng ta sẽ submit dữ liệu bằng thẻ form. Ta sẽ cho tất cả các input của chúng ta vào thẻ bom, và chúng ta sẽ cho thuộc tính action bằng trang chủ.html. Ta sẽ tạo thêm một file có tên là trang chủ HTML. Sau khi đăng nhập xong thì sẽ chuyển đến trang chủ, đổi là HTML. Rồi, rồi sẽ in ra một dòng H1 là cho chữ thật to. Xin chào các bạn. Xin chào Việt Nam. H1 có nghĩa là heading 1 là chữ to nhất. Xong đến H2 nhỏ hơn. H3, H4, H5, H6. H6 là nhỏ nhất. À, chúng ta sẽ thử nhập. Thế là nhập là Hàn quá nhanh. Mật khẩu là lập trình Angular. Tuy nhiên đã được mã hóa, đăng nhập. Đấy, chuyển sang trang mới của chúng ta. Như vậy là bài học của chúng ta đến đây là hết.
Nếu các bạn thấy video hay, hãy ấn nút like. Nếu thấy hữu ích, hãy chia sẻ với bạn bè. Còn nếu thấy chưa hay, hãy để lại phần bình luận. Đừng quên ấn nút sub để ủng hộ kênh và theo dõi những video mới nhất của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.